Hello, xin chào Chung. Đã nghe chưa anh? Nghe rồi, nghe rồi, nghe rồi, nghe rồi. Em chào anh cơ quan, chào cô chú anh chị đang trên diễn đàn. Cái này thì em nghĩ là người ta về mặt tư tưởng người ta đó thì người ta vẫn ôm một cái mộng tưởng gì đó nó xa vời. Người ta đã thất trận 47 năm và người ta cũng đã sang Mỹ hoặc các nước khác rất là lâu rồi. Thế nhưng mà với cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước đây đó thì người ta được thừa hưởng những cái gọi là tài trợ của nước ngoài. Thế thành ra là người ta, những cái người đó, người ta sống trong cái chính quyền đó được bao bọc bởi những đồng tiền của các quốc gia khác tài trợ, đặc biệt là cái của chính phủ Mỹ giai đoạn Chào mọi đó, thì người người. ta lại có được cái cuộc sống nó giống như kiểu là sống trên đầu thiên hạ đó. Thế nên bây giờ người ta mới có cái câu hay tuyên truyền đó là gì? Sang Mỹ không làm cũng có ăn. Chúng ta nhớ không ạ? Sang Mỹ là được ở nhà lầu đi xe hơi. Và giống như cái bức hình mà chúng ta đang xem trên màn hình đây cũng vậy thôi. Đây là cái bức hình ở ngoài của cái sàn giao dịch chứng khoán New York tại Hoa Kỳ khi mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm ở đây. Thế thì cái hình ảnh chính thức á, thì đối với một người bình thường thôi, một người có nhận thức hay là hiểu biết rất là bình thường, người ta cũng có thể hiểu là khi mà lãnh đạo một quốc gia đến thăm thì người ta sẽ treo quốc kỳ của hai nước đó. Thế nhưng mà những cái anh này thì chúng ta hay nói là các anh ấy có cái tư tưởng là ảo mộng mà. Thế nên là các anh lại đi Photoshop lại cái lá cờ ba que ba sọc này, ba sọc đỏ này, các anh treo lên cùng với lại cái quốc kỳ của Mỹ. Thế thì chúng ta nhìn nhận ở đây đó là gì? Đó là những cái anh này này không hiểu là các anh ấy định tuyên truyền cho những ai. Nhưng mà theo như em nghĩ là một người hiểu biết bình thường thôi, không cần phải tìm hiểu đâu, thì người ta cũng biết thừa là cái điều này nó là không đúng sự thực, nó không phải là cái hình ảnh có thật. Thế tại sao các anh vẫn làm như vậy? Và tại sao có một bộ phận những người vẫn là gì ạ? Vẫn tin vào cái điều đó? Thì chúng ta đặt ra một cái câu hỏi, và theo như em nghĩ đó, thì người ta làm như thế này đó, nó không có tác dụng gì cả. Mà gì? Mà đầu tiên là các anh ở nước Mỹ, nhưng các anh lại đi bôi xấu cái hình ảnh của nước Mỹ. Cả cộng đồng quốc tế có khi đi hỏi bây giờ cũng chả biết các anh là ai. Và cái lá cờ ba sọc đỏ đó nó đại diện cho cơ quan tổ chức hay là một cái quốc gia hay vùng lãnh thổ nào? Thế thì Mỹ mà lại treo cờ các anh ngang hàng như thế thì Việt Tân các anh có ý đồ gì đối với nước Mỹ? Đúng Các anh rồi. định lấy một cái bang đó để thành lập quốc gia hay là như thế nào? Thì các anh phải đặt quan hệ ngoại giao, thì quốc kỳ của các anh thì mới được đặt ngang hàng, đúng không ạ? Được treo hoặc được cắm ngang hàng với lại quốc kỳ của nước Mỹ chứ. Chứ còn không thì làm gì có. Và một bộ phận thứ hai là vẫn cứ tin vào đó. Thì chúng ta thấy được cái điều gì? Chúng ta đánh giá vào mặt nhận thức đi. Có thể nó hơi quá, nhưng chúng ta đánh vào mặt nhận thức. Đó là thiếu hiểu biết, không có chịu tìm hiểu thông tin, dẫn đến là đón nhận cái thông tin nó sai lệch. Và từ đó nhận thức cũng sai lệch, tư duy sai lệch, tư tưởng sai lệch, và dẫn đến hành động sai lệch. Và từ đó là gì ạ? Dẫn đến từ những hành động sai lệch đó thì sẽ dẫn đến cái hành vi vi phạm pháp luật. Và hậu quả của những người tin tưởng vào những cái hình ảnh không có thật này, nó là cực kỳ nghiêm trọng. Đó là phải chịu những cái hình phạt thích đáng của pháp luật nếu như các anh tin tưởng vào đó. Thế thì chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy được hai khía cạnh. Đó là cái việc các anh Photoshop trên mạng đó, thì hiện nay đó, thì đối với giới trẻ Việt Nam đó, thì cơ bản các bạn nhìn vào các bạn biết được ngay các anh có Photoshop hay không, bởi vì chả có cái lá cờ nào mà đứng dưới giữa trời và gió như thế mà nó lại thẳng lì như thế kia, đúng không ạ? Đúng rồi. Và các anh cũng chả có cái giá trị gì cả, đừng nói ở tầm quốc tế, ngay kể cả ở Mỹ thôi, mà các anh cứ vác lang thang đi gặp người Mỹ, có khi người ta lại còn còn có những cái hành động nó quá khích đối với các anh đấy thôi. Mà cụ thể nhất là trong cái việc mà các anh đã mang cái hình ảnh này đến cái đồi Capitol gọi là Quốc hội Mỹ đó, các anh làm loạn ở đó.
thì ngay cả một cái người mà nghị sĩ hay là thượng nghị sĩ hay hạ nghị sĩ của Mỹ đó, người ta cũng phải viết sách về các anh rồi. Người ta nói các anh là những cái thành phần vô ơn rồi, là những cái thành phần phản phúc rồi. Thế thì các anh đáng ra nếu như một người đúng không ạ, hay là một tổ chức các anh có danh dự và lòng tự trọng đó, thì các anh nên giữ gìn, chứ các anh đừng làm xấu đi cái hình ảnh. Bởi vì thực tế ra đó, các anh sang Mỹ nó cũng vì một cái chính sách theo như nước Mỹ nói đó là vấn đề nhân đạo thôi, chứ các anh chả có giá trị gì đối với người Mỹ cả. Và chúng ta nhớ lại, tất cả các người đã từng là lãnh đạo, là tướng, là tá của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa sang Mỹ chả có ai có tác dụng gì với chính quyền Mỹ. Thì thử hỏi các anh bây giờ đó, thế hệ F2, F3 thì có giá trị gì không? Chả có giá trị gì cả. Và người ta coi các anh cũng như một sắc dân khác trong rất nhiều sắc dân ở Mỹ. Nếu các anh chấp hành tốt pháp luật của Mỹ thì không sao, còn các anh chấp hành không tốt thì dĩ nhiên là các anh sẽ bị xử lý. Và đặc biệt là các cái hình ảnh này nó làm gì ạ? Nó làm xấu đi cái quan hệ của hai nước. Xấu đi ở đây dĩ nhiên là nó chỉ theo một cái khía cạnh nhỏ thôi, chứ nó không 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 mang ý nghĩa lớn lắm đâu. Bởi vì thực ra mà nói thì nước Mỹ người ta cũng chả coi các anh này ra gì. Và trong mắt chúng ta đó, đối với cá nhân em đó, thì em nhìn nhận là gì? Đối với cô chú anh chị và các kể cả các cháu sau này cũng thế, du học sinh cũng vậy, quan tâm về đất nước thì chúng ta luôn ủng hộ nhiệt tình. Thế nhưng đối với những cái thành phần này đó, chúng ta hay gọi là cái tư duy đó và cái tư tưởng không thể cải tạo được nữa, thì người ta vẫn ôm cái mộng ảo tưởng này thôi. Và đến một cái giai đoạn nào đó thì cái mộng tưởng này của anh sẽ bị sụp đổ. Bởi vì trong cái thời gian gần đây chúng ta thấy rồi, người ta đưa ra những cái rất là buồn cười. Các anh chả là một cái thành phần gì của nước Mỹ, nhưng các anh dám đại diện cho nước Mỹ để thông cáo về cái cuộc họp này. Đúng Hai nữa rồi, là các chỉ anh là ngăn chặn yêu cầu nước Mỹ là không được đón tiếp gì đủ thứ đủ trò biểu tình á, chúng nhớ và cụ không? là đúng rồi, Cái này chung chung đúng anh xin phép chung thế này cái qua cái hình ảnh của Trung đưa lên đó, đúng không? Tức là nhìn vào thì mọi người thấy quá rõ ràng đó là gì, đây là một cái hình ảnh là của Photoshop, mà chúng ta tìm hiểu xem cái mục đích của họ Photoshop, và họ kể cả họ dẫn những cái câu chú thích ở trên tấm ảnh nè, thì với mục đích gì, thì có phải là với mục đích tuyên truyền tới những đối tượng nào đó hay không, đúng không? Mục đích của họ là tuyên truyền đúng không? Thì không, mọi người nhớ hôm qua chúng ta làm cái chủ đề dư luận viên họ là ai và bao gồm những thành phần nào, thì xin hỏi chung và mọi người, nếu mà xét theo tính chất của những cái thành phần mà cố tình tạo ra những bức ảnh mang tính Photoshop như thế này nè, thì bọn họ có phải là dư luận viên không? Đúng không? Đó. dạ theo như Rõ ràng em là thấy bọn đó họ là gì nữa? Rồi, xin mời Trung. dạ theo như em thấy thì từ cái việc mà các anh tuyên truyền này, rồi từ cái việc mà các anh ấy gọi là Photoshop để bôi xấu như lãnh tụ hoặc lãnh đạo chúng ta, rồi người ta Photoshop những cái hình ảnh để người ta có thể đứng ngang hàng với nước Mỹ đó, thì người ta vẫn là gì ạ? Cái tư duy của người ta là vẫn từ những năm trước, năm 1975, cái tư duy đó nó vẫn còn và nó tồn tại đến bây giờ. Có nghĩa là cái gì? Có chúng ta có thể nói là cái chậm phát triển, cái chậm phát triển. Thế thì chúng ta cũng có thể hiểu được một phần thôi. Bởi vì sao? Bởi vì là người ta sang Mỹ đó, thì qua bây giờ chúng ta tìm hiểu chúng ta thấy đó là gì, cuộc sống ở Mỹ cũng không phải đơn giản như mọi người nghĩ. Và chúng ta đã có rất nhiều hình ảnh, rất nhiều những cái người là các bạn đã làm việc ở nước Mỹ, các anh chị sinh sống ở tại nước Mỹ, người ta trao đổi những vấn đề này không phải đơn giản như những người mà người ta tuyên truyền đâu. Thế thì chúng ta thấy những cái việc làm này như thế này để làm cái gì? Có phải là tuyên truyền không ạ? Chắc chắn là tuyên truyền để lôi kéo. Mà cái hành động tuyên truyền mà lôi kéo này ấy, thì đối với chúng ta thì người ta gọi là dư luận viên. Thế thì đối với những cái thành phần này không phải là dư luận viên thì chúng ta nên định nghĩa nó là gì? Chúng ta nên định nghĩa là gì? Nếu như mà khi mà chúng ta đưa ra những cái câu mà ví dụ như là ngày hôm qua đó có cô nói là gì? Đó là đu cảng viên. Thì nói như thế thì nó Đủ mang cảm tính là gì ạ? Dạ, thì chúng ta cũng có thể là coi thường người ta. Có ơn. thể là như thế, nếu như người ta nghĩ. Thế nhưng mà thực tế nó là như vậy, bởi vì các anh không có định nghĩa được cái bộ phận mà
chuyên đi chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì? Thì cái câu hỏi mà các anh không định nghĩa được, không trả lời được thì để cho những người dân trong nước người ta định nghĩa, người ta hiểu như thế nào thì người ta gọi như vậy thôi, đúng không ạ? Thì các anh cũng không thể trách được. Và cái lối tư duy của anh từ xưa đến giờ cũng vậy, và cái mô típ của các anh luôn dẫn dắt là gì? Dẫn dắt để cho những người mà có cái quan điểm đó, người ta chỉ ra những cái điều khách quan đó, thì các anh dẫn dắt theo cái hướng là kích động để cho những người đó người ta cảm thấy là bị xúc phạm, sau đó là có thể có những lời nói nặng lời. Nếu như mà bình thường đó thì các anh lại bôi xấu, các anh cho rằng là à đó, cái văn hóa xã hội chủ nghĩa là như thế, rồi là văn hóa, rồi lôi cả lãnh tụ ra để gắn ghép vào đó. Còn không nữa thì các anh là gì ạ? Các anh lại chơi đúng cái bài chính sách của Facebook Twitter đối với Tổng thống Donald Trump, đó là gì? Bịt Báo miệng. cáo với Facebook để gì ạ? Để khóa tài khoản hoặc để hạn chế tài khoản vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Thế thì tự do và cái tự do ngôn luận mà các anh đấu tranh thì nó nằm ở đâu? Và đây là cũng là một cái hình thức mà người ta cho rằng là tự do này. Thế nhưng mà cái tự do này nó là tự do ảo. Tự do ảo và tư duy ảo. Các anh chờ đến bao giờ? Khi mà gì ạ? Khi chính phủ Hoa Kỳ đã bắt tay hợp tác một cách gì ạ? Toàn diện và chuẩn bị có thể sẽ nâng tầm quan hệ đối với chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và qua cái cuộc gặp mặt trao đổi thì qua thông tin báo chí chúng ta cũng nắm được đó là gì, đó là chính phủ Hoa Kỳ mà cụ thể là Tổng thống John Biden và các cái vị như là Ngoại trưởng Mỹ chẳng hạn, thì người ta sẵn sàng bắt tay hợp tác với Việt Nam trên cơ sở tôn trọng gì ạ? Độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và quá trình hợp tác đôi bên cùng có lợi. Thế thử hỏi các anh sang Mỹ 47 năm là một sắc dân trên lãnh thổ của Hoa Kỳ, các anh có làm lợi gì cho nước Mỹ được chưa? Nếu như các anh mà mang lại cái nguồn lợi nhuận cao hơn so với nước Việt Nam thì chắc chắn là người ta phải bắt tay với các anh chứ. Đúng Thế rồi. nhưng ở đây các anh không tạo ra một cái giá trị gì đặc sắc cả, mà chỉ là một bộ phận chuyên chống phá. Mà các anh phải nhìn nhận lại cái gì? Đối với quê hương anh, đất nước anh, dân tộc anh, các anh còn đi bôi nhọ, các anh còn đi chống, thì thử hỏi còn cái quốc gia nào mà các anh không chống nữa. Thì chắc chắn là khi mà có một cái điều kiện gì đó ở Mỹ nảy sinh thì chắc chắn là các anh cũng sẽ chống nước Mỹ thôi. Thế thì người ta Trở cũng lại đưa quán các anh vào chủ. một cái tầm ngắm, đúng không ạ? Một cái tầm ngắm để người ta dè chừng. Bởi người ta sẽ nhận xét các anh là đến quê hương tổ quốc anh còn chống, thì không lý do gì các anh không đến một ngày nào đó các anh không chống lại nước Mỹ. Thế là cái này á, là vô hình chung đó. Thì một là hạ thấp cái, mà thực ra thì các anh cũng chả có mà hạ thấp. Đó là cái có thể nói là cái tiếng nói của các anh. Bởi vì các anh nói lên chả có vấn đề gì là sự thật cả. Chứ còn nếu mà nói uy tín thì các anh chả có uy tín. Nếu các anh có uy tín thì các anh nó không không chạy như thế. Các anh chả có uy tín đâu, mà chỉ là tiếng nói thôi. Thì các anh làm toàn những cái việc mà nó, chúng ta hay nói nó là gì, đó là những cái việc mà nó không có thật, nó đưa ra những cái thông tin là gian dối, nó đưa ra những cái thông tin gian dối nhằm che đậy cho một số cái hành vi xấu xa của các anh, thì cái tiếng nói của các anh ngày càng nó không còn, không có giá trị gì nữa. Và đặc biệt hiện nay ở trong nước đó thì trừ một số người có thể nói là người ta ít tìm hiểu thông tin thôi, thì mặt may người ta còn nghe các anh nói. Thế nhưng mà người ta đối chiếu lại thì chắc chắn là người ta sẽ phản bác quan điểm của anh ngay. Và theo như cá nhân em nghĩ đó, mà theo như các cái tổ chức này người ta định nghĩa về cái từ dư luận viên đó, thì trong tương lai có khả năng là càng ngày cái lực lượng dư luận viên càng lớn. Thế thì không hiểu là cái việc các anh tuyên truyền láo như thế, nói gian dối như thế, đưa ra cái thông tin không đúng sự thực như thế, thì nó có giải quyết được vấn đề gì hay không? Hay là gì ạ? Hay là làm cho người dân ở trong nước khi mà người ta thấy cái thông tin của các anh thì ngay lập tức người ta sẽ có cái phản ứng một cách nó đàng hoàng, lịch sự, nhưng mà đảm bảo cho các anh là gì ạ? Đau và thấm, để cho các anh nhận ra những cái sai lầm của anh. Và em cũng có lời khuyên đối với những cái thành phần này đó, thì cũng nên là gì ạ? Nên là có cái suy nghĩ lại đi, củng cố lại cái tư duy đi, nâng cao cái nhận thức đi. Bây giờ xã hội bây giờ người ta văn minh, người ta tiến bộ, người ta hợp tác với nhau rồi,
người ta hợp tác một cách nó toàn diện. Người ta chủ yếu người ta hợp tác về lĩnh vực kinh tế và tất cả các lĩnh vực khác, chứ không ai người ta hợp tác với những cái thành phần mà ăn gian làm dối cả, đúng không ạ? Thế thì cái tổ chức này thì chúng ta bàn đi bàn lại cũng nhiều rồi, chứ cũng không phải là ít. Thế nhưng mà chúng ta cũng vẫn phải trao đổi, bởi vì ít nhiều gì thì cũng có thể là một số, có khi lại một số, ngay kể cả những cái người mà có cái tư tưởng chống phá nhà nước ở nước ngoài đó, ngay có khi ở ngay cả ở nước Mỹ đó, văn minh như vậy nhưng mà có khi nhìn cái bức ảnh giả Photoshop này người ta vẫn cho rằng là thật. Đấy thì chúng ta thấy được cái góc độ là người ta đi lâu như vậy, người ta sống lâu như vậy ở một quốc gia mà có thể nói là nhất thế giới về mọi lĩnh vực. Thế nhưng cái tư duy người ta không có tiến bộ được, người ta vẫn cứ dậm chân tại chỗ, người ta vẫn ôm cái lòng thù hận và người ta vẫn mang cái tư tưởng ảo mộng về một cái gì đó nó xa vời. Thì cũng cũng nên để cho người ta nhìn lại, người ta ngẫm nghĩ lại. Dĩ nhiên là em không mong muốn người ta là sẽ thay đổi quan điểm đâu, bởi vì rất khó, nó thuộc về tư tưởng mà, nó rất khó. Thế nhưng ít nhiều gì thì các anh nhìn vào cái điều gì các anh cũng biết nó là sự thật, thì thôi thì các anh cũng chả cần các anh phải khen nhà nước đâu, bởi vì các anh có khen hay không khen thì nhà nước vẫn cứ phát triển, Đúng đất rồi. nước vẫn cứ phát triển và người dân vẫn cứ có cuộc sống ấm no hạnh phúc hàng ngày như vậy thôi. Thế Đúng rồi. nhưng mà ít nhất là các anh nhìn ra được là bao nhiêu năm nay các anh đã tin vào những cái thông tin như thế nào. Và đặc biệt nữa đó là hiện nay đang có một cái đoàn, đúng không ạ, cái đoàn của các cái Việt kiều đang đi thăm Trường Sa, thì có thể các anh tiếp cận những cái thông nguồn thông tin đó để các anh thấy được hiện nay trên tình hình đất nước Việt Nam như thế nào, cuộc sống người dân ra làm sao, vân vân và vân vân cả. Thì từ đó các anh có những cái mà có thể nó thay đổi một cách nó tích cực, đó là theo theo em nghĩ là như vậy. Ok mọi người, thưa quan xin cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Chúc mọi người ngủ ngon và xin hẹn gặp lại mọi người vào buổi live lần sau ạ. Xin chào tạm biệt. Bye bye.